chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Mẹ Nga Vlog nha. Thì mọi người ơi, thì hôm nay Mẹ Nga sẽ làm một cái video đi mua cái điện thoại mới mọi người ạ. Đấy, thì mọi người cứ chê Mẹ Nga là cái điện thoại cũ này quay nó không nét, với cả là nó kiểu nhìn nó hơi ảo ấy mọi người. Nhưng mà do là cái cam của Samsung nó kiểu như thế đấy mọi người ạ. Nên là mình sẽ đi mua một cái iPhone, nó cũng rẻ thôi, mua cái loại rẻ rẻ nhất thôi mọi người ạ. Thì dạo này mẹ Nga cũng bí ý tưởng á, thì mọi người có ý tưởng gì thì comment xuống dưới nha, để mẹ Nga làm video nhé mọi người. Chứ dạo này mẹ Nga cũng bắt đầu chăm làm video một tí, nhưng mà lại đang bị bí ý tưởng đấy. Thì mọi người hãy xem hết video của mẹ Nga nha. Hôm nay đang lấy máy của bé Ly để quay mọi người ạ, cho nó nét. Thì tí nữa mẹ Nga đi mua cái điện thoại iPhone thì quay phim, quay video nó sẽ nét hơn. Thì mọi người hãy xem hết video của mẹ Nga nha. Chào bạn, với bao bạn bè. Nhìn ngoài đẹp rồi, bên trong mình nhìn đâu ngoài cũng xấu đi con. Mấy mấy chụp thật rồi hả? Có ở đó con. Ở trên trên bàn quay. Let's go, đi thôi. Con trai mẹ Nga đi xe này, trai với cả con dâu. Xem thì xem ba mắt mọi người ạ. Thèm ba mắt nhưng không có tiền. Mọi người ủng hộ mẹ Nga nhiều nhiều vào, dài dài vào để mẹ Nga có tiền mua cái con ba mắt này nhé mọi người. Màu xanh đấy. Đây là con lý lợn. Cái điện thoại của mình quay video nó mờ. Sẽ lấy con màu xanh này mọi người. Mọi người ủng hộ nhiều nhiều nha, để mua con ba mắt. Cái này thì em lấy thêm dán cho mình với đã ốp với chị nhé. Mình thì nhà em sẽ có một loại là có bảo hành trong vòng 1 tháng, kể cả trường hợp vỡ thì cũng sao thì nó đấy sẽ là 390 chỉ mua tháng một phần từ giá là em đặt xin lại đấy nhá. Đây, cái này thì em hỗ trợ chị có máy kỹ thuật máy xong rồi thì bán không em sẽ cung cấp. Cái này thì vừa nãy thì bạn bảo giá nhập của chị là bao nhiêu đấy, mà cả với chị giá nha. Thank you.
truyền chuyển dữ liệu từ máy cũ đánh bại. Đây là cái dây sạc. À, không có củ à? Không, nhưng mẹ mẹ dùng lại củ củ, không mẹ được. Mà bây giờ mẹ dùng củ sạc mấy triệu không thiếu sao? Củ sạc xịn như của con là mấy triệu ấy. Cứ để trong đấy tí nữa em 10 triệu trong đấy bạn cũng sự chuyển. Để em kích hoạt cho chị kiểm tra trước máy. Con xem cho mẹ chút nữa ông xanh. Có giá trị gấp đôi. Đây có hai mắt đây. Hai mắt của Ly đây. Nhân đi nhé. Nhưng mà giá trị của Ly thì gấp đôi. Năm mắt. Năm mấy có mấy 5 mắt đấy. Cái này 5 mắt của mình này mọi người. Cái này như mình một đống mắt. 5 mắt nhưng mà mắt nó cũng đều nhau. Đây cũng được một đống mắt này. Của Như mấy mắt là Ủy Như. Ủa đúng à? Ốp đối, điện thoại gần đối. Điện thoại gì đấy? Một đứa lẻ lắm. Khói mà là khói đi. Xem này. Xem cái tướng con gái ngồi này. Không có thể nào là nó. Vâng, em ạ. Không có thể nào là đẹp hơn được nữa. Nhưng mà nay mình có theo sống. Mua xong rồi mọi người ạ. Bây giờ là đi ra Ion để đấy. Lượt đi này. Ion để ăn khao điện thoại mọi người ạ. Đấy bây giờ có cái video thôi, bỏ đôi xé nhé, bỏ đôi xé này, bỏ đôi xé ở bên có điện thoại mới để quay video rồi mọi người. Nhím ơi, nhím, nhím ơi. Chó đi mà không được đưa vào siêu thị mọi người ạ. Bây giờ để đâu? Bây giờ để đâu để vào được? Con đang gửi ở đâu đi? Con đang gửi ở đâu? Đang lấy một bé. Mình sẽ mua cá hồi sushi mọi người. Con dâu với cả con trai nó đói quá nó ăn trước mọi người ạ. Mẹ Nga do đi
chờ con gái đi gửi chó về nhà ấy, cho nên là hai đứa đòi ăn. Đến đây là kết thúc rồi mọi người ạ. Thì mọi người thấy hay, mọi người đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ mẹ Nga nha. Bye bye mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye.